Lời đầu tiên, sầu riêng miền Tây Xuân Nguyên xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc vì đã luôn quan tâm, ủng hộ và lựa chọn chúng tôi trong thời gian qua. Sầu riêng là một loại thực phẩm có chất dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe với hương vị thơm ngon và được nhiều người yêu thích. Xuất phát từ nhu cầu đó, sầu riêng miền Tây Xuân Nguyên ra đời, mang đến cho khách hàng sản phẩm sầu riêng quả và sầu riêng cấp đông chất lượng nhất, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng trên cả nước. Đối với sản phẩm sầu riêng quả, chúng tôi cung cấp các loại di sáu, mon thon, chuồng bò. Đối với sầu riêng cấp đông, đông túi hút chân không, cấp đông âm 40 độ C, nhận phân phối đơn hàng số lượng lớn, lên công xuất khẩu, phục vụ giao hàng cho quý khách hàng tận nơi và giao hàng trên toàn quốc. Sầu riêng miền Tây Xuân Nguyên là đơn vị giàu kinh nghiệm, ngày càng tiến gần hơn đến vị trí dẫn đầu trên cả nước. Đến với chúng tôi, khách hàng sẽ luôn nhận được sự cam kết về 5 tiêu chí. Chất lượng đảm bảo. Trái cây được hái trực tiếp tại nhà vườn, sau đó lựa chọn và phân loại kỹ càng, bảo quản theo kỹ thuật hiện đại, không sử dụng hóa chất độc hại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Sầu riêng miền Tây Xuân Nguyên chuyên cung cấp sầu riêng quả và sầu riêng cấp đông số lượng lớn, có xuất xứ rõ ràng, cam kết mức giá hợp lý và cạnh tranh nhất tại thị trường. Nhận giao hàng trên toàn quốc với dịch vụ chuyển phát rộng khắp, có mặt mọi lúc, mọi nơi, đảm bảo giữ nguyên mùi vị tự nhiên, không hư hỏng, không chảy xước. Và tiêu chí cuối cùng luôn được chúng tôi cam kết chính là đa dạng chủng loại, tìm kiếm những vựa cung cấp và nuôi trồng số lượng lớn, đáp ứng tối đa sở thích và thị hiếu của khách hàng. Để tìm kiếm nhà cung cấp sầu riêng quả và xuất khẩu sầu riêng đồng lệnh, hãy đến với cơ sở Xuân Nguyên tại địa chỉ Ngũ Hiệp, Cai Lậy, Tiền Giang hoặc liên hệ ngay hotline 0985 510 072 để được báo giá và nhận được nhiều ưu đãi mới nhất. Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng.